Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Người con gái Việt Nam da vàng
do Thanh Hải Vua Thượng Sư và các hội viên chúng tôi cùng hát trong một buổi họp mặt quốc tế tại Formosa, Đài Loan vào năm 1996. Đây là ca khúc do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác vào năm 1965, nói lên ước vọng hòa bình. Today's A Journey Through Aesthetic Realms, Music and Poetry will be presented in Oluxese or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Spanish, and Russian. Chương trình Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh là tiếng nói của những tâm hồn tràn đầy khát vọng yêu thương và hiến dâng. Chan hòa trong mỗi tình huống của những cảnh đời trầm luân và hệ lụy. Thơ và nhạc, tình yêu và tâm linh là cung điệu của tấm lòng từ ái, âm vang nỗi thiết tha độ lượng, mênh mang giữa đất trời, giữa cao cả và đắm chìm, giữa lồng lộng và trùng vây, giữa si mê và liễu ngộ. Thơ và nhạc, muôn đời vẫn là tiếng nói chân thành của trái tim rộng mở, chuyên chở nhân gian qua cõi mịt mù, để từ đó thăng hoa những tâm hồn hướng thượng và xiển dương cho những giá trị tâm linh cao cả của thân phận con người. Trong giây phút này, kính mời quý khán giả lắng tâm tư, chan hòa trong dòng suối âm thanh của chương trình Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh qua những thi phẩm và nhạc phẩm của Thanh Hải Vô Thượng Sư và các nghệ sĩ tài danh như nhà thơ Đinh Hùng, Quy Cận, Vũ Hoàng Chương, Lưu Trọng Lư, nhạc sĩ Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Trần Quang Lộc, Nhật Ngân. Ngâm thơ là một nghệ thuật cổ xưa của Âu Lạc, Việt Nam đang trở nên rất hiếm quý. Trong thời hiện đại, thật là một điều quý giá mỗi khi chúng ta có dịp được thưởng thức qua giọng ngâm của những nghệ sĩ tài danh và Thanh Hải Vô Thượng Sư. Từ thời niên thiếu, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã vô cùng yêu chuộng thơ văn. Khi còn trong tuổi học sinh tại Âu Lạc, Ngài đã rất trân quý thể loại văn chương tao nhã này. Chương trình thơ nhạc hôm nay được phụ họa bởi các nhạc cụ Âu Lạc cổ truyền do các nghệ sĩ tài hoa trình tấu. Thank you.
cũng có những kỷ niệm đáng yêu mượt mà của một thời thơ ấu. Và ngôi trường làng ngày xưa là nỗi nhớ khôn nguôi của mỗi người. Mà khi lớn khôn, rời xa thôn xóm, khó lòng nguôi quên được. Trường tôi hai gian lá đơn sơ, che trên miếng sân vuông mơ màng. Tất cả đều dung dị, trong sáng và đơn sơ, nơi che chở và khai mở cho bao mái đầu xanh, ngây thơ trong trắng. Nhưng rồi chiến tranh với bạo tàn cũng không chờ một nơi chốn nào. Và nghĩ lại trường xưa, không ai không thể ngậm ngùi thương nhớ. Trường làng tôi không giây phút tôi quên, dù cách xa muôn trùng trường ơi. Lên trường tôi.